Vào lúc 17 giờ đến 18 giờ 30 phút chiều ngày 26 tháng 9, trên địa bàn huyện Thanh Bình có mưa kèm theo dông lốc cục bộ, làm 9 căn nhà ở các xã Bình Thành, Tân Mỹ, Phú Lợi bị tốc mái, gây thiệt hại, ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình. Trong đó, xã Bình Thành có 6 căn nhà tại tuyến dân cư Bình Thành, Bình Tấn thuộc ấp Bình Thuận bị ảnh hưởng. Trong đó, một căn nhà tốc mái hoàn toàn, 5 căn nhà bị tốc mái một phần nhà sau, mái hiên. Xã Phú Lợi mưa lớn kèm theo dông lốc làm tốc mái một căn nhà, xã Tân Mỹ tốc mái 2 căn nhà. Ước tính tổng thiệt hại tại các địa phương do dông lốc thiên tai gây ra là 135 triệu đồng. Ngoài ra, mưa dông cũng đã làm một số cây cối bị đổ ngã, cũng như gây sạt lở mái ta luy đường kênh Cả Tre, ấp Bình Định, xã Bình Thành, ăn sâu vào lề đường 0,75 m, dài 25 m. Trong đó có 2 đoạn lở đến mí nhựa dài 7 m, đoạn còn lại có dấu hiệu rạn nứt, nguy cơ sạt lở tiếp. Ủy ban Nhân dân xã đã giăng dây cảnh báo. Ngay sau khi sự cố xảy ra, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các xã đã cùng với các lực lượng tại chỗ đến hỗ trợ người dân. Cũng vào khoảng 18 giờ chiều hôm qua, trên địa bàn xã Phú Thành A, huyện Tam Nông, đã xảy ra trận dông lốc làm tốc mái nhà ông Phan Thành Đúng, thiệt hại khoảng 50% tổng giá trị căn nhà. Sau trận dông lốc, lực lượng ở địa phương đã hỗ trợ dọn dẹp đồ dùng trong nhà, giúp gia đình khắc phục khó khăn. Sáng nay, lãnh đạo địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình ông, hỗ trợ sửa chữa căn nhà.